Chào các bạn đến với kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Trong chủ đề video lần này, Quốc Anh sẽ chia sẻ về luân xa tim và luân xa cổ họng, cách mà chúng ta chữa lành qua những lời khẳng định. Khi mà chúng ta giúp luân xa cổ họng và luân xa tim của chúng ta cân bằng dòng chảy năng lượng qua những luân xa này thông suốt, thì chúng ta sẽ rất có những cái thuận lợi trong công việc, trong cuộc sống và những mối quan hệ tình cảm của chúng ta. Đầu tiên, Quốc Anh sẽ chia sẻ về lời khẳng định giúp chúng ta có thể sử dụng để chữa lành luân xa tim. Thông qua thực hành, chúng ta có thể học cách sử dụng các khẳng định luân xa tim để đạt được sự hiểu biết lớn hơn về luân xa và kích hoạt các phước lành của nó. Luân xa trái tim là trung tâm năng lượng kiểm soát khả năng của chúng ta để cảm nhận tình yêu không ràng buộc thực sự. Luân xa là lực lượng cuộc sống ảnh hưởng đến thực tế của chúng ta. Nếu một luân xa bị chặn, nó có thể đại diện cho một bệnh tật hoặc đau đớn về thể xác và cũng có thể biểu hiện trong cảm xúc, các mối quan hệ, thậm chí là sự ổn định tài chính của bạn. Với sự giúp đỡ của những lời khẳng định, bạn có thể sử dụng sức mạnh của ngôn từ để thay đổi cách bạn tồn tại. Bạn càng sử dụng nhiều lời khẳng định, bạn càng bắt đầu tin vào chúng và chúng càng có xu hướng biến thành hiện thực. Những lời khẳng định này đã thành công trong việc giúp chúng ta đạt được kết quả đáng kinh ngạc và chúng thường biến nhiều thất bại thành thành tích. Bạn có thể sử dụng sức mạnh của những lời khẳng định tích cực để làm sạch và cân bằng các luân xa của bạn. Bạn có thể sử dụng những lời khẳng định tích cực để thay đổi sóng âm thành tích cực. Những lời khẳng định có sức mạnh chữa lành những đau đớn về thể chất cũng như cảm xúc của bạn. Khi luân xa của bạn được cân bằng, bạn đạt được hạnh phúc và niềm vui. Mỗi khẳng định đều có lợi ích tiềm năng của nó. Luân xa tim là luân xa thứ tư nằm ở trung tâm của cơ thể con người. Nó được liên kết với sự hiểu biết, mong muốn và tình yêu. Luân xa tim có thể bị chặn bởi cảm xúc đau đớn hoặc căng thẳng, những ký ức tồi tệ hoặc quá khứ buồn bã hoặc suy nghĩ quá mức có thể khiến luân xa tim bị chặn. Điều này khiến bạn khó có thể đắm chìm trong các mối quan hệ mới hoặc tiếp tục bám vào các mối quan hệ lành mạnh hiện tại. Nếu luân xa trái tim của bạn được cân bằng, thì bạn sẽ có khả năng cởi mở với người khác và tình yêu và lòng trắc ẩn. Bạn sẽ công khai tình yêu cũng như có thể nhận được tình yêu từ người khác. Nếu luân xa tim của bạn không ổn định, thì bạn sẽ không thể yêu người khác cũng như chính mình. Sẽ có hận thù tột cùng trong lòng bạn, cùng với sự chán nản, ích kỷ, đau buồn và ghen tuông. Làm thế nào để sử dụng khẳng định luân xa tim? Sự khẳng định luân xa tim có thể xử lý nỗi đau của bạn và hướng nó vào một hướng tích cực. Bạn có thể nói to tiếng khẳng định luân xa tim hoặc nói thầm với chính mình trong tâm trí của bạn. Lặp đi lặp lại các tuyên bố khẳng định một vài lần sẽ liên kết bạn để cảm thấy một cảm xúc tích cực đồng thời. Để có kết quả tốt hơn, hãy tụng những lời khẳng định hàng ngày. Nếu bạn muốn ghi lại những lời khẳng định tích cực trên một tờ giấy, bạn có thể làm điều đó và giữ nó với chính mình. Đốt nhang, nến và sử dụng tinh dầu đánh thức tâm hồn bên trong của bạn và cho phép bạn mở lòng với tình yêu và lòng trắc ẩn. Khẳng định có thể được viết, nói hoặc tập trung vào âm thầm bên trong. Thử nghiệm với 3 cách tiếp cận khác nhau để xem bạn thích cái nào nhất. Khi luân xa tim của bạn bị chặn và bạn đang bị đau tim hoặc trầm cảm, bạn phải nhận ra
hoặc xác định lý do của sự khó chịu. Bạn sẽ cần phải chữa lành nỗi đau để nâng đỡ bản thân và mở rộng trái tim để nhận được tình yêu từ người khác cũng như trao cho họ điều tương tự. Do đó, bạn phải nhận ra khi nào sử dụng khẳng định luôn xa tim. Và sau đây là các triệu chứng hoặc dấu hiệu cho thấy luôn xa tim của bạn bị chặn. Bạn cảm thấy cô đơn ngay cả khi bạn bị bao vây bởi mọi người. Bạn không thể có niềm tin vào gia đình hoặc bạn bè. Bạn muốn chạy trốn khỏi những người khác, cô lập và ngắt kết nối với thế giới. Bạn nghĩ tình yêu là đau khổ hay tạm thời, nên bạn chạy trốn khỏi cảm giác yêu thương. Bạn cảm thấy thất vọng rất dễ dàng khi ai đó không đồng ý với bạn. Bạn vẫn cảm thấy nỗi đau bạn cảm thấy trong quá khứ khi anh ấy, cô ấy rời bỏ bạn. Bạn luôn khao khát một người mà bạn muốn, nhưng bạn không thể có hoặc tìm thấy một người vì bạn sợ bạn có thể mất anh ấy, cô ấy. Bạn cảm thấy bạn đang bị đánh giá mọi lúc. Bạn có xu hướng tăng cân nhanh chóng. Bạn đang giữ mối hận thù cũ. Bạn đã giữ tất cả cảm xúc và cảm xúc của bạn bị đóng chai trong bạn. Bạn cảm thấy như đang trì hoãn những nỗ lực mối quan hệ của mình. Bạn đang bám vào quá khứ đen tối. Khoảnh khắc ai đó cố gắng đến gần bạn, bạn xa lánh người đó. Bạn luôn đặt mình cuối cùng. Bạn ăn nhiều hơn bất cứ khi nào bạn bị trầm cảm, và ăn nhiều dẫn đến tăng cân nhanh chóng. Và sau đây, Quốc Anh chia sẻ với các bạn 35 lời khẳng định để chúng ta có thể chữa lành luôn xa tim của chúng ta. Tôi cảm thấy tuyệt đẹp và hấp dẫn. Các mối quan hệ của tôi chữa lành cho tôi. Tôi yêu gia đình và bạn bè của tôi. Tôi cởi mở để trao yêu thương. Tôi cởi mở để nhận được tình yêu. Tình yêu của tôi nuôi dưỡng cuộc sống của tôi. Tôi thở ra tất cả những tiêu cực. Tôi chỉ thở hạnh phúc và yêu thương. Tôi nghĩ về những điều tích cực. Tôi có quyền kiểm soát cảm xúc của mình. Cơ thể tôi rất đẹp. Trái tim tôi rộng mở với tất cả. Tôi mạnh mẽ và táo bạo. Tôi có những phẩm chất tiềm năng trong tôi. Tôi thịnh vượng. Tôi có thể tốt hơn mỗi ngày. Tôi có một trái tim nhân hậu. Tôi độc lập. Tôi có một tâm hồn yêu thương. Tâm trí tôi sạch sẽ. Cơ thể tôi khỏe mạnh. Tôi có hạnh phúc trong tôi. Tôi tôn trọng mọi người. Tôi có sức mạnh. Tôi dũng cảm và can đảm. Tôi có thể vượt qua nỗi đau. Tôi ổn định. Tôi sống hết mình. Gia đình tôi rất quan trọng đối với tôi. Bạn bè của tôi rất ủng hộ tôi. Tôi có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi có sức mạnh để chiến đấu với nỗi buồn. Ý kiến của tôi quan trọng. Tôi xứng đáng. Tôi có một cơ thể tốt. Những lời khẳng định sẽ không hoạt động nếu bạn tụng nó mà không có ý nghĩa, không có cảm xúc. Chúng chỉ đơn giản là những từ trống rỗng. Sự khẳng định rất mạnh mẽ khi được sử dụng với những quyết định đến nỗi nó thay đổi bạn và hun đúc bạn thành một con người tốt hơn. Khi trái tim luân xa thức tỉnh, nó tỏa ra năng lượng yêu thương thuần khiết. Nó hướng suy nghĩ xấu của bạn vào một tâm trí tích cực và khỏe mạnh. Nó nâng cao tính cách của bạn và làm cho bạn toàn diện.
Nó làm phong phú tâm hồn của bạn và mở trái tim của bạn. Nó tiết lộ những sự thật của cuộc sống và cho phép bạn nắm lấy nó bằng một nụ cười. Nó phát triển sức mạnh cảm xúc của bạn và cho phép bạn đối mặt với những thách thức của cuộc sống với một trái tim can đảm. Tiếp theo, Quốc Anh sẽ chia sẻ với các bạn về luân xa cổ họng. Vị trí của nó là ở trung tâm của cổ. Thông thường, sự liên kết vật lý của luân xa cổ họng là cổ họng, tai, miệng, vai, tuyến giáp và cổ. Do sự liên quan của luân xa cổ họng với miệng, tai, vai và cổ, nó có liên quan trực tiếp đến khả năng giao tiếp, sáng tạo và khả năng nói lên sự thật của bạn một cách thuần túy nhất có thể. Món quà của luân xa này là chấp nhận sự độc đáo của bạn và thể hiện tiếng nói đích thực của bạn. Khi luân xa cổ họng của chúng ta ở trạng thái ổn định, khả năng nói bằng lời, tập trung vào khả năng nghe và phát âm của chúng ta tăng lên rất nhiều. Khi mất cân bằng, chúng ta sẽ luôn gặp khó khăn khi lắng nghe người khác. Bạn cũng có thể gặp các triệu chứng từ nhẹ đến nghiêm trọng như đau cổ và vai hoặc đau họng sẽ không biến mất. Bạn cũng có thể gặp một trạng thái không ổn định trong tất cả các luân xa khác của bạn. Một câu hỏi được đặt ra, điều gì khiến luân xa cổ họng của chúng ta mất cân bằng? Có một số điều có thể gây ra mất cân bằng trong toàn bộ hệ thống luân xa của bạn. Tất nhiên, tất cả các luân xa của chúng ta đều có liên quan. Nếu một luân xa mất cân bằng, nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những luân xa khác. Những thứ có thể gây mất cân bằng trong hệ thống luân xa của chúng ta bao gồm bệnh tật, căng thẳng và lộn xộn cảm xúc. Lỗ hổng trong luân xa cổ họng của bạn có thể gây ra một số vấn đề bao gồm mất cân bằng tuyến giáp, viêm amidan, vấn đề về thính giác, loét miệng, viêm phế quản, nhiễm trùng tai, cảm giác rụt rè, cảm giác bất an. Khi luân xa này có sự mất cân bằng, nó có thể biểu hiện theo nhiều cách khác nhau. Một số trong những cách đó là nói dối, không thể giữ bí mật hoặc lời nói của bạn, nhút nhát quá mức và bí mật, sợ nói, không thể xác định mục đích của bạn trong cuộc sống, thiếu kiểm soát đáng kể đối với bài phát biểu của bạn. Bạn sẽ thấy rằng bạn thiếu khả năng lắng nghe người khác. Mặt khác, nếu luân xa này thoải mái và an lạc, cân bằng tốt, bạn sẽ có thể nói lên sự thật của bạn, có thể giao tiếp cả bên trong và bên ngoài bằng lời nói và không bằng lời nói, nhận ra ý nghĩa của bạn về mục đích. Luân xa cổ họng về bản chất liên quan đến yếu tố âm thanh. Nó phục vụ như một công cụ quan trọng của giao tiếp và tự thể hiện. Luân xa cổ họng của chúng ta được đại diện bởi các màu xanh lam hoặc xanh ngọc lam, phát ra hào quang và năng lượng luân xa hoặc luân xa năng lượng của màu tím khói hoặc ngọc lam. Biểu tượng và năng lượng của luân xa cổ họng thường được phân bổ đều giữa một vòng tròn có 16 cánh hoa, một hình lưỡi liềm với một vòng tròn bên trong nó. Mặt khác, nó được ký hiệu bởi một vòng tròn bao quanh một vòng tròn khác, trong đó có một hình tam giác hướng xuống. Màu của cánh hoa là màu tím khói. Trên lá của luân xa này, những cánh hoa màu xanh tượng trưng và có sức mạnh của sự thật, trong khi các màu xanh lam và tím nhạt hơn có sức mạnh của sự cân bằng, linh hoạt và thư giãn. Đôi khi chúng ta có thể có một luân xa cổ họng hoạt động kém, và chúng ta có thể có một luân xa cổ họng hoạt động quá mức, phân phối năng lượng. Khi luân xa của bạn hoạt động quá mức, điều đó có nghĩa là
cơ thể bạn đang phân phối quá nhiều dòng năng lượng. Điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe chung của bạn. Một luân xa cân bằng sẽ cho phép bạn loại bỏ nỗi sợ hãi, nghi ngờ và tất nhiên là sự tiêu cực. Tiêu cực là một trạng thái bị giam cầm và một luân xa cân bằng là rất quan trọng. Đạt được kiến thức về luân xa của bạn có thể giúp bạn tìm kiếm kiến thức khác và có được nó thông qua kinh nghiệm trực tiếp. Đổi lại, bạn mở ra cho mình cả đời cơ hội vô biên. Các đặc điểm quan trọng của luân xa cổ họng là gì? Đầu tiên, đó là giao tiếp. Luân xa cổ họng là chìa khóa chính để giao tiếp. Một luân xa cổ họng cân bằng tốt cung cấp cho bạn chìa khóa để giao tiếp tốt với người khác cũng như lắng nghe họ. Thứ hai là sự thật. Luôn có động lực khi bạn có thể nói lên sự thật của mình cũng như chia sẻ nó với những người khác. Thứ ba, độc đáo. Bởi vì nó truyền cảm hứng cho sự sáng tạo của bạn, luân xa thứ năm của bạn được truyền cảm hứng bởi sự chân thật của bạn, cá tính của bạn như một người hướng dẫn nó. Thứ tư, biểu hiện. Luân xa cổ họng là tất cả về khả năng giao tiếp tốt với người khác và có khả năng lắng nghe họ. Thể hiện bản thân tốt là một tiêu điểm của dòng năng lượng của luân xa cổ họng. Thứ năm, tính toàn vẹn. Nói dối xảy ra khi luân xa cổ họng của bạn không cân bằng. Nhưng khi nó cân bằng, bạn sẽ bình yên hơn và bạn có thể nói với sự thật. Điều này đi một chặng đường dài trong việc tăng cường tính toàn vẹn của bạn. Sau đây, Quốc Anh sẽ chia sẻ 8 cách chữa lành luân xa cổ họng. Đầu tiên là từ giọng nói của bạn. Sử dụng giọng nói của bạn, nói chuyện với các thành viên gia đình và bạn bè cũng có thể giúp bạn giải tỏa và cân bằng luân xa cổ họng. Hát trong khi tắm, hát trên đường đi làm. Nếu bạn nói, hãy chắc chắn rằng bạn nói những lời trung thực. Thứ hai, viết để tự thể hiện. Viết nhật ký có thể giúp bạn cân bằng năng lượng và giảm bớt luân xa cổ họng không cân bằng. Tự thể hiện trên giấy là một trong những cách tốt nhất để mời những hiểu biết và hiểu biết tự phát vào cuộc sống của bạn. Sự phong tỏa cảm xúc có thể khiến bạn không có một cuộc trò chuyện cởi mở và trung thực với chính mình và với người khác. Thứ ba, màu xanh. Hãy nghĩ về màu xanh, màu sắc của năng lượng luân xa cổ họng. Điều này tượng trưng cho sức mạnh của sự thật. Hít vào và hình dung một ánh sáng sạch và lành mạnh lấp đầy cổ họng của bạn và để tất cả ra ngoài có thể giúp bạn giải phóng căng thẳng, có thể ngăn chặn luân xa của bạn. Thứ tư, đốt cháy tinh dầu và các loại thảo mộc. Liệu pháp mùi hương là một cách tuyệt vời để khai thác năng lượng luân xa cổ họng, vì mũi của bạn cũng bị ảnh hưởng bởi một luân xa không cân bằng. Bạn có thể đốt các loại thảo mộc như hoa cúc, cây xô thơm, cây bách, cây đinh hương, cây trà và bất kỳ loại thảo mộc yêu thích nào bạn có thể có sở thích. Kết nối bản thân tinh thần và thể chất với năng lượng của bạn là rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của bạn. Thứ năm, bạn có thể mang theo viên pha lê bên mình để tập trung năng lượng và thúc đẩy quá trình chữa bệnh. Một ý tưởng khác là đeo pha lê dưới dạng trang sức. Các đặc tính năng lượng của pha lê khôi phục khả năng giao tiếp và khả năng nói sự thật của bạn. Thứ năm, không khí trong lành. Màu của bầu trời cũng là màu xanh. Tận hưởng không gian màu xanh của một bầu trời không mây. Hoạt động này, đặc biệt là với thiền định, sẽ tập trung năng lượng cổ họng của bạn và khôi phục dòng chảy của nó trên khắp cơ thể của bạn. Thứ năm, thiền định. Tập trung dòng năng lượng của bạn, đầu tiên làm dịu tâm trí của bạn. Thiền là cách tốt nhất để trải nghiệm điều này. Thư giãn cơ bắp và tập trung sự chú ý của bạn vào cổ họng,
khi bạn hít vào, sau đó thở ra và để mọi thứ trôi qua. Sau đây, Quốc Anh sẽ chia sẻ với các bạn những lời nói khẳng định giúp cho chúng ta có thể chữa lành luân xa cổ họng. Sự lặp đi lặp lại của sự khẳng định sẽ phá vỡ sự tiêu cực và tạo ra sự tích cực và thanh sạch. Lặp lại các khẳng định tích cực sau: tôi hoàn toàn bình an, tôi sống một cuộc sống rất đích thực, tôi có sự liêm chính, tôi nên bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với cuộc sống, tôi dễ dàng truyền đạt cảm xúc của mình, tôi rõ ràng và trung thực trong cách tôi giao tiếp, tôi nuôi dưỡng và truyền cảm hứng cho tinh thần của tôi thông qua sự sáng tạo. Tôi thích chia sẻ kinh nghiệm và sự khôn ngoan của mình với người khác, và tôi thích lắng nghe người khác. Tôi có một ý chí mạnh mẽ, và nó cho phép tôi giải quyết những thách thức của mình. Tôi có quyền nói lên sự thật và sự trung thực của mình. Nhớ rằng dòng năng lượng và hào quang của bạn được tập trung và bạn thật lộng lẫy. Qua chủ đề video lần này về luân xa tim và luân xa cổ họng, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích và những nguồn năng lượng thật dồi dào tích cực để chúng ta có sự hiểu biết thêm và đồng thời có sự chữa lành cho luân xa cổ họng và luân xa tim của chúng ta cân bằng và thông suốt. Từ đó nó sẽ thúc đẩy nguồn năng lượng tích cực trong mọi chúng ta để chúng ta có một cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Các bạn xem video có thể đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video tiếp theo. Và các bạn có thể chia sẻ những trải nghiệm, những kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là một cách cộng hưởng để chúng ta cùng nhau gắn kết và tạo nên một môi trường thật tốt đẹp và tích cực. Ngoài ra, các bạn có thể gửi về email của kênh saohealing777@gmail.com về những câu chuyện của các bạn. Quốc Anh chúc cho các bạn thật nhiều may mắn và sức khỏe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn.